Nhưng công việc hàng ngày là của Thuận ở nhà là chỉ có giúp đỡ là anh trai là rửa bát thôi. Sau mà còn làm thêm là rất là nhiều công việc khác nữa. Thuận thì càng ngày càng xinh gái đấy nhờ. Lớn lên đấy. Có vẻ như là mấy tháng không xuống là nhìn thấy cái vết sẹo trên mặt Thuận là hết hết rồi các bác ạ. Tôi xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, cũng khá lâu rồi cháu được không có vào ghi hình nhà hai anh em Hưng Thuận là một thước phim nào cả, và cũng được sự đồng ý của bạn Trình với lại anh Quyền Yên thì hôm nay cháu được đi vào và ghi hình về cái cuộc sống cũng như là sau khi mà được các bác anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai anh em Thuận là một cái ngôi nhà. Hiện tại thì cái con đường này là cháu được đi vào nhà cũ của em trước, là nhà mới của em ấy là ở tận dưới kia. Phải nói là hai anh em Hưng Thuận rất là có duyên với lại các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân, và đặc biệt đó thì hai anh em Hưng Thuận được anh chị Quyền Yên với lại bạn Trình kết nối với lại các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Thì hiện tại là theo như cháu được có theo dõi ở trên những cái thước phim thì thấy rằng là ngôi nhà của hai anh em Hưng Thuận thì cũng đã gần xong rồi cô bác ạ. Bây giờ thì chỉ còn là thêm là vài công đoạn nữa thôi thì là nhà hai anh em Hưng Thuận thì cũng đã hoàn thiện rồi. Còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu lực đi vào thăm cuộc sống hàng ngày của hai anh em Hưng Thuận một chút cô bác nhá. Hầu như là cái con đường này là cô bác này cháu lực chưa đi vào hôm nào cả. Vừa rồi thì có hỏi em Hưng ấy, thì là em bảo là từ dưới này lên thì có một con đường là đi vào nhà của em ấy. Không biết là từ đây đi thì có còn xa không. Mùa này thì là vào cái mùa mưa đấy cô bác, cho nên là các bác có thể nhìn thấy là những con đường này, những con đường nào mà nước không thoát được ấy, bị mưa nó quấn tạo thành những cái hố rất là sâu. Đấy là nhà hai anh em Hưng Thuận thì là ở ngay trên này rồi cô bác ạ. Lần này cháu được xuống thì xuống xem nhà của hai anh em Hưng Thuận để xem là có học hỏi được một chút nào không từ nhà hai anh em Hưng Thuận để cháu được là áp dụng đi vào làm nhà của hai ông cháu cô bác. Hiện tại thì trên kênh Bản Em thì cháu được cũng đã đang thực hiện ngôi nhà của hai ông cháu rồi. Tuy nhiên thì là do thời tiết này này thì chưa thể mà lấy vật liệu vào thêm được. Số dưới nhà của hai anh em Hưng Thuận này là nó thấp hơn cô bác, cho nên là rất là oi bức. Mặc dù là không có mưa đâu nhưng mà thời tiết nó oi quá. Bây giờ này có hai anh em có ở nhà không ấy. Đây thì có vẻ như là thấy là Hưng sẻ không biết là làm gì đây. Chỗ này là chắc là xẻ để mà làm cái ván là trên phần trần nhà ấy. Thuận ơi! Thuận nhìn thế nào? Mệt quá! Ôi! Thuận à! Có phải Thuận không? Đang đi rửa bát à? Nhà Thuận nuôi nhiều chó đấy à Thuận? Nuôi hai con à? Anh Hưng đâu rồi? Hưng xuống đấy kia rồi á? Xuống nhà mới hay là đi đâu? Đi bên kia. Đi bên kia á? Ôi rồi, cái dây bạc đẹp thế. Ai tặng đấy? Các bác tặng à? Thế Thuận gửi một lời chào tới công các bà nhá. Chào công các bà. Thế là một mình ở nhà thôi à? Vâng. Thế đang chuẩn bị làm gì đây? Đi rửa bát. Rửa bát à? Để anh kẹp cho Thuận một cái nhá. Anh Hưng đi lâu chưa? Ừ,
vừa mới đi. Vừa mới đi thôi á? Vâng. Thế là ăn cơm xong vừa mới đi à? Vâng. Thuận thì là năm nay lên lớp mấy Thuận nhỉ? Năm nay lên lớp 3 rồi. Năm nay lên lớp 3 rồi. Vâng. À, lên lớp A là à, mùa này thì đang là cái mùa mà làm ruộng các bác, cho nên là à, Thuận là không có đi ra ruộng mấy, là ở nhà là phụ giúp anh là làm. Ủa, từ dưới kia lên thì nóng quá. Thuận sắp có nhà mới rồi nhỉ? Vâng. Hôm nay à, anh Trình với lại anh Quyền có lên không? Anh Trình có. Có á? Các anh lên được sớm à? Hay là đang lên thôi? Có anh Trình thì lên lán rồi. À, anh Trình lên lán à? Ừ. Rồi thì có được chưa từ... Này. Rồi thì có được chưa từ dưới nhà của em lên có bao? Thời gian là không có bắt gặp bạn Trình cả. Chắc là một tí đi xuống em bắt gặp bạn Trình. Được chưa? Rồi. Nhiều công việc hàng ngày là của Thuận ở nhà là chỉ có giúp đỡ là anh trai là rửa bát thôi. Sau là còn làm thêm là rất là nhiều công việc khác nữa. Thuận thì càng ngày càng xinh gái đấy nhờ. Lớn lên đấy. Có vẻ như là mấy tháng không xuống là nhìn thấy cái vết sẹo trên mặt Thuận là hết hết rồi quá ạ. Đây để anh rửa cho Thuận tráng nhá. Tự rửa hả? Hả? Tự rửa. Vâng. Bát này thì được 2 hôm rồi à? Hay là được 1 hôm? Được 2 hôm rồi. Được 2 hôm mà không rửa à? Vâng. Thời gian này thì là em Thuận là không có đi học của bác ạ, là chỉ có ở nhà thôi. Tháng mấy thì Thuận bắt đầu là đi học? Em không nhớ rồi. Không nhớ á? Vâng. Thế là mấy nữa đi học là cô giáo có gọi điện về cho anh Hưng à? Vâng. À. Đợt này nghỉ hè thì có vẻ nghỉ khá lâu các bác ạ, nghỉ tầm độ chắc phải là hơn phải gần hơn 3 tháng. Anh Hưng đi mấy giờ thì về hả Thuận? Em không biết. Không biết đó á? Vâng. Bây giờ thì chắc là vẫn còn là bây giờ thì còn cũng còn đang sớm quá. Ít nhất là nếu mà Hưng đi làm ruộng thì phải tầm đến à, tối thì em mới về. Một tí nữa Thuận là còn đi xuống nhà mới không? Không. Một tí nữa không xuống nữa à? Ừ. Thế hôm nay Thuận đã xuống lần nào chưa? Em chưa. Vẫn chưa xuống cả hôm nay ấy? Ừ. Hết dầu hay sao rồi? Sang năm sau thì Thuận lại lên lớp 3 rồi đấy nhỉ? Ừ. À, rất là nhanh, một năm học rồi. Chúng nhờ có anh chị Quyền Hiển với lại bạn Trình lên chia sẻ cuộc sống của hai em thì bây giờ cũng bớt hơn phần nào rồi. Còn như các bác mà có theo dõi được là những các phim mà bên anh chị hay là bạn Trình đưa lên thì các bác không có xa lạ gì với lại cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của hai em nữa. Đi tráng này để vào rổ này à? Ừ. Anh Hưng thì đi làm ruộng ở tận đâu? Ở trong kia. Ở trong kia á? Ừ. À thế là vừa rồi anh đi đường này à? Không, anh đi xuống dưới kia có việc. À. Thế là máy cày của anh để đâu? Bên kia. Bên kia hả? Vừa rồi thì cháu được có điện cho em thì em mới bảo là làm đi xem máy cày quá. Dê của nhà Thuận thì còn bao nhiêu con hả Thuận?
Rượu nhà em á. Hả? Rượu nhà em á. Còn 6 con. Còn 6 con à? Vâng, à. Cả con bé. À, thế là nó mới lại đẻ thêm à? Vâng. Rồi anh Hưng ăn cơm xong mới đi thôi chứ. Vâng. Thế là hai anh em ăn cơm xong mới đi à? Vâng. Rồi mà nếu mà lên một chút thì là gặp cả em Hưng lại ở nhà. Thuận rửa cái chậu đi, xong rồi để anh tráng thôi. Thuận rửa chậu cho đi. Đây là chậu như vậy có đi. Đấy này, đấy này. Ôi, bát này thì bị ngỡ rồi. Bát này thì hỏng rồi, không phải dùng được nữa rồi. Thấy nhà mới sắp làm xong thì có đẹp không? Có. Có à? Ừ. Vừa nãy để cái áo đâu nhỉ? Tí nữa này, tôi tìm thấy cái áo đấy. Nhà của hai anh em Hưng Thuận thì có thể là tầm độ hơn tuần hay là gần tuần thôi là cũng xong rồi các bác. Thấy là như có theo dõi ở trên là những thước phim thì thấy là đó đó là được tầm 90% rồi. Ôi thuận là rửa bát sạch đấy nhỉ, sờ bát nào bát đấy cũng sạch bông. Thuận còn nhận ra anh không? Hả? Có. Có à? Trước kia thì là cháu được cũng không bận đúng không bác? Cháu được cũng hay xuống. Nhưng mà bây giờ là cháu được cũng bận cái thời gian là không xuống được mấy. Bát này để đây hay là cầm đi về nhà? Để đây. Để đây à? Cái về nhà đâu? Rẻ này để đây luôn chứ. Ừ. Để anh đổi cho. Đấy, Thuận đi trước đi. Trước là xem chó đi. Chó Thuận ghê á. Thấy cả, em nuôi hai con. Có vẻ như là thời gian này mưa nhiều các bác, thành ra là dưới cái phần sàn nhà các em cũng có nước đọng lại khá là nhiều. Có vẻ có thang này, nào, thuận lên đi, xong rồi anh đưa cho Thuận. Đây. Cẩn thận nhá. Cầu thang này rất là bé các bác ạ, rất là thẳng, leo vác đồ hay là khênh đồ đi là rất là khó khăn. Nhà Thuận thì gạt hết xong chưa? Gạt xong hết chưa? Gạt xong hết rồi. Gạt xong hết rồi á? Vâng. Ừ. Được năm nay được bao nhiêu bao hả Thuận? Không nhớ ơi. Nói là cái ngôi nhà cũ của các em thì trong rất là sổ sẻ đúng không ạ? Và cũng có chuyện là các bác anh chị mạnh thường quân thì hiện đại là ngôi nhà của các em thì cũng dần là hoàn thiện rồi. Có thể là không biết là ngôi nhà này thì em Hưng để lại làm kho hay là dỡ đi. Để những lúc mà làm ruộng thì có thể là để đồ để đạc ở đây, để những cái cày cuốc ấy.
bây giờ Thuận ở nhà hay là có đi đâu không? Em á. Ờ. Thấy là viết sẹo đây là hết rồi. À còn một tí này này cô bác này. Còn một tí là cũng hết rồi nhỉ? Ừ. Dây này là dây gì đây? Dây to to này này. Dây to này này. Đây á. Ờ. Không lấy ra đâu. Không lấy ra đâu à? Dạ. Cái dây này là dây gọi là như kiểu là một cái dây mà tôi cũng không biết là diễn tả thế nào các bác, thì hầu như là dân tộc Nùng là ai ai cũng có dây này nhiều, như kiểu là một cái dây để mà bình an hay là sức khỏe đấy. Thế anh Hưng thì vừa rồi là đi đường này hay là đi đường này? Đi đường này. Đi đường này à? Ừ. À thế là anh đi xuống chỗ anh Hưng nhá. Anh không biết chỗ đâu. Đi xa lắm à? Vâng. À, chắc là ở nhà đợi. Anh có cầm điện thoại đi không? Anh không. Không cầm đâu á? Vâng. Điện thoại anh để nhà. Vâng. Ừ. Thuận để là càng ngày càng lớn nên càng xinh gái cô bác ạ. À. Bây giờ thì sẽ ở nhà là đợi em Hưng một chút, xong rồi một tí nữa cùng Hưng là đi xuống cái nhà, xuống nhà mới. Thuận có đi xuống nhà mới không? Không. Không à? Thế Thuận ở nhà nhá. Vâng. Anh đi xuống nhà mới xem là anh Hưng chưa ra đấy chưa nhá. Vâng. Rồi. À, Thuận gửi một lời chào tới các bà nào, gửi chào tạm biệt các bà nào. Anh chào con các bà. Rồi. Thuận ở nhà nhá, thế. Vâng. Đây là máy cày của nhà Hưng Thuận à? À. Có những chiếc máy cày này thì làm ruộng rất là nhanh. Thuận có muốn là xem nhà của Thuận từ trên cao xuống không? Thế ra đây anh cho Thuận xem. Cho Thuận xem nhá. Ừ. Nhưng mà bây giờ Thuận biết nhà cũ mình ở đâu không? Thuận cho nào? À đây, thấy một tí rồi này. Đi xuống xem nhé. Cả dưới nhà mới đấy nhỉ. Ừ. Xem là anh Hưng có ra đây chưa. Bay xuống rồi. Bay xuống rồi à? Vâng. Sắp đến nhà mới đấy. Hay cảnh từ nhìn từ trên cao xuống thì khá là đẹp cô bác này. Cảnh từ trên cao xuống thì nhìn là đẹp nhỉ. Ừ. Gần là dãy thủy điện nữa. Dưới kia là có một cái sông Đà. Anh cho gần vào nhá. Cái chỗ này là ruộng của em ấy. Đâu? Ruộng của em tận đây á? Ừ. Ủa xa đấy nhỉ? Thế là cũng ở gần nhà mới nhỉ? Cho à, còn xa lắm. Còn xa nữa. Ủa tít ra bên kia nữa à? Vâng. À. Ở kia sông Đà luôn đấy. Ở gần sông Đà luôn á? Vâng. À. Thấy nhà của Thuận chưa? Thấy rồi. Thấy rồi à? Đây này. Dưới này cũng có hàng xóm khá là đông nhỉ? Ừ. Cho nó vào gần để xem nhá. Ừ. Rồi có vẻ như là giờ là không ai ở đấy nhỉ? Hôm nay thợ không đi làm à? Ừ. À. Hôm nay có vẻ là buổi sáng mưa các bác ạ. Thợ gặt lúa rồi. Thợ gặt lúa rồi á? Ừ. Ừ. Tà ly của nhà hai anh em thì cũng được là kè lên hết rồi các bác này. Một tả ly thì cũng khá là cao. Cái kè như này thì cũng rất là chắc chắn rồi. Sau này Thuận là từ đây đi học có gần không? Xa lắm. Xa lắm á? Thế ừ. Thuận là đi học ở tận đâu xem nào? Trên xá. À, lại lên trên xá để học về à? Ừ. Ừ. Ở nhà của các em thì gọi là ở dưới một quả đồi luôn. Nhà của Thuận thì là đất chỗ này thì ở xa không? À, đây có một đường nhỏ lên nhà Thuận nhỉ? Ừ. Cho Thuận xem từ trên cao xuống này. Nhìn từ trên cao xuống thì nhà rất là rộng của bác ạ. Nhà rất là to luôn. Cho Thuận xem nhé. Sau này lại ở đây thì gần đường có thể là Hưng, anh Hưng thì có xe rồi, được các bác mua cho rồi thì đưa Thuận đi học rồi được rồi nhà. Vâng. À, giờ thì cho về nhá. Ừ. Đây, nhà cũ của các em thì ở tít trên trên này này các bác này. Đây. Nhà các em thì ở đây là gọi là
hầu như là không có con đường xe máy để mà vào nữa. Đấy, cho lại về thôi nhá. Này, nếu mà không để ý là không nhìn, không biết là nhà của Thuận ở đây đâu nhờ. Bụi tre là che hết rồi. Thấy hai anh em mình đang ngồi đâu không? Thế đi xem anh Hưng ấy nhờ. Xem là Hưng đang ở tận đâu. Ở dưới nhà này à? Không phải đâu. Không phải, thế đi đường nào? Đường này à? Không, anh cứ đi ra bên kia. À, đi ra bên kia à? Bây giờ anh xuống đi. À, xuống à? Thấy cái này chưa? À. Không phải cái đó đâu. À, thấy rồi, cái này. À. Nhưng mà có thấy anh Hưng đâu? Không phải cái đấy đâu. À. Còn xuống à, xuống nữa à? Thế đây à? Kìa, à. Cái này. Đâu nhà nào? Bên này. À, nhà bé bé này à? Vâng. Thế nào? Là bé này đúng không? À, anh Hưng ra đây sửa mấy cây hay làm gì? Sửa mấy cây. À đây, đây. Cho bác. À sửa mấy cây cho bác á? Vâng. À đây. Thấy Hưng rồi, anh Hưng đây này. À đây là thấy Hưng rồi. Hưng thì đang đi sửa mấy cây của bác ạ. Sửa đây. Anh à, cho anh Hưng chào cả nhá. Đây đây. Đây thấy Hưng chưa? Thấy rồi. Anh Hưng đang sửa mấy cây đây này của bác này. À thế là bây giờ là biết chỗ của anh Hưng rồi nhỉ? Vâng. Hưng, anh Hưng biết sửa mấy cây à? Vâng. À, thế điện về thôi nhỉ, đây. Có cô gì đang xem này. Đấy. Thôi về thôi nhỉ. Vâng. Trước em còn đi chăn cho thuê ấy. Trước em đi chăn cho thuê ở tận đâu? Ở chỗ này. Ở chỗ này á? À. À. Trước Hưng, trước em Thuận là đi chăn trâu thuê ở đây này có bác. Thế chăn trâu thuê thì được bao nhiêu tiền? Một ngày á. Ờ. Nếu mà một buổi thì được 20.000, còn hai buổi thì được 40.000. 40.000 á? Dạ. Ui, con dê của Thuận kêu ở đâu ấy? À, dê bé à? Vâng. Thế bây giờ anh cho máy bay xuống không à, Thuận cho anh đi xem dê nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hay, thưa cô bác, vừa rồi thì là em Hưng cũng về đến nhà mới rồi cô bác. Vừa rồi thì mưa rất là to cô bác này. Bây giờ thì thậm chí là ở đây các bác còn nhìn thấy là nước còn đang chảy đi. Có lẽ là sau này khi mà hoàn thiện nhà thì thế này em Hưng sẽ đào một cái rãnh để không cho nước nó chảy như thế này nữa. Hiện tại là đang trong cái quá trình mà thi công ấy, cho nên là sẽ có những cái thì nó sẽ còn chưa có được đi vào là hoàn thiện lắm đâu cô bác. Ở đây thì có vẻ như là Hưng đã lấy điện về rồi. Ôi, chào Hưng nhá. Đây lấy điện về rồi Hưng. Rồi kéo điện về đây nhá. Đeo cho Hưng một cái mic nhá. Vâng. Con chào công các bà, chào cô chú ạ. Đến tầm buổi chiều tối này thì có ngủ ở đây không Hưng? Có anh ạ, em có trông ở đây mà. Thế là buổi chiều tối là trông ở đây à? Vâng. Thế nhưng mà một mình Thuận ở trên kia thì Thuận có dám ở không?
Có. Một tí nữa em lại về mà, bây giờ lại về ăn cơm ấy. Nhà của Hưng thì là làm thành 3 phòng các bác ạ. Mỗi một phòng này thì là để một cái giường khá là rộng rồi nhờ. Vâng anh ạ. Giường cũng thoải mái rồi. Vâng. Cửa thì tầm độ bao nhiêu lâu thì có cửa đấy? Chắc ngày mai hoặc ngày kia anh ạ. Ngày mai hoặc ngày kia ạ? Vâng. Bây giờ chỉ cần là lắp xong cửa thôi là cũng hoàn thiện rồi nhờ. Vâng. Nhà Hưng thì cũng có một cửa chính này, thêm là 1, 2, 3, 4 cái cửa phụ. À, nhà vệ sinh này nữa nhờ. Vâng. Anh đi vào nhà vệ sinh này một tí. Này anh Trịnh, nhà vệ sinh này ốp thấp quá, phải ốp cao lên. Này là ốp thêm thế này ấy. Này ốp thêm. À, thế là ốp chưa xong rồi thế này ấy. Hai hàng nữa. Hai hàng cũng được, bên trong này có vẻ như là mưa thì ra là cái con muối kiến này vào đây rất là nhiều. Ốp thêm hai hàng nữa à, tận vâng, đây à? Vâng ạ. Thế là hàng nữa là phải tận đây này. Đúng rồi. Ốp như thế thì thành ra là lúc mà rửa này kia nhà vệ sinh thì nó sẽ tiện hơn. Này đường nước thì là chưa lắp vào đâu, tôi chưa đường nước này. Ừ, cái này sao lại ốp ấy nhỉ? Hả? Cái này phải ốp ngang mới đẹp chứ nhỉ? Này á? Ừ. Này thì nếu mà mình ốp ngang thì nó không có vân chảy xuống. Ốp... Có mà. Có. Ốp ngang, đúng là cái gạch này của nó là ốp ngang ấy, bây giờ nó ngược rồi. Cái gạch này bây giờ ốp ngược. Ốp như này thì nhìn thấy là cũng ok rồi. Ngược rồi, ốp ngược. Cây thợ ốp ngược hay sao? Ngày mai hỏi xem anh thợ xem là ốp ngược hay là ốp nhà ngược. Nhà của Hưng thì bây giờ không có làm cái bếp lò trong nhà nữa nhỉ? Không có anh ạ, em thế cho... Nhưng mà đấy là làm riêng à? Mai em cho ra làm riêng. Sau này là Hưng làm ở chỗ này hay là làm chỗ nào? Chắc bên này đúng không? Chắc là bên này anh ạ. Đây này thì bây giờ nếu mà làm một cái bếp lò trong nhà đấy các bác thì cảm giác như là như kiểu là cảm giác như là nó chất trội hơn ấy. Thì là nếu mà làm được ra chỗ khác ấy, thì là nó cũng được hơn. Để trong nhà thì có lẽ là các bác theo dõi được là những thức phim của bên anh chị Quyền Yên đăng tải lên thì hay là bạn Trình đăng tải lên thì các bác cũng không có xa lạ gì với lại ngôi nhà của hai anh em Hưng Thuận nữa. Ở đây thì có vẻ như là làm từ ba bậc các bác ạ. Cầu thang thì ít khi là ai làm là hai bậc lắm, từ ba bậc trở lên. Ô cái này chưa chi đã đổ hết tường rồi. À cái kia. Ừ. Cái này thì chắc là trước là nó bị như kiểu là dính đất này. Đây thì phải xoa lại. Yeah. Đúng rồi. Đây thì mấy nữa là bây giờ làm nhà phải xoa ra. Phải xoa lại. Nếu mà để kiếm được là một đội thợ người ta có tay nghề họ được bác thì là máu giả ở Hưng Thuận này thì không thậm chí là đến 45. Không phải là 45 triệu đâu mà nó còn thậm chí là lên một cái giá khác nữa. Người ta tính theo mét vuông. Nhà của Hưng thì là người ta không tính theo mét vuông để người ta khoán thẳng nhờ. Tính vòi nhờ, canh ấy chưa làm khoán thẳng ấy. Hôm nay thì đi xuống để đã ghé ra là xuống là phụ giúp cho mấy anh em thợ. Với lại phụ giúp cho Hưng là có việc gì để làm phụ giúp đấy. Nhưng mà không may là xuống là mấy anh em thợ là hôm nay là nghỉ gạt hết à? Đây nghỉ anh ạ, đây nghỉ đi gạt đấy. Nghỉ gạt hết thành ra là cũng không có ai ở nhà nhờ. Không nhà ai của Hưng Thuận thì thấy là kè phọc chỉ rất là nhiều các bác này. Kè phọc chỉ nhiều như này thì nhìn trong kiểu ngôi nhà sau này nếu mà sơn lên thì nó những cái này thì nó là gọi như là một cái nét một cái gọi là một cái nổi, một cái nét nổi bật của cái ngôi nhà rồi. Cái phần hiên này thì phải hơn 1 mét nhỉ, phần hiên này. Mét dưới anh ạ. Dưới à? Ừ. Anh nhìn ở trong nó rất là rộng rãi. Nhà của Sử trước cháu được làm có 1 mét thôi, thành ra là nó hơi hẹp một chút các bác ạ. Hôm nay xuống thì gọi là thứ nhất là thăm hai anh em Hưng Thuận và thứ hai thì để xem là mẫu nhà của hai anh em Hưng Thuận như nào để cháu được có thể là học hỏi thêm một chút về cái kinh nghiệm về cái mẫu nhà của anh chị Quyền Điển hay là bạn Trình thiết kế ra để mà áp dụng cho những hoàn cảnh sau để nó được là hợp lý hơn có thể các bác. Phần sân này sau này là vẫn đổ bê tông hết chứ hả Hưng, phần sân này ấy. Chắc không có kinh phí không đổ đâu anh ạ, hết kinh phí rồi nhà em đấy. Bây giờ hết kinh phí rồi à? Vâng. Hiện tại thì cái phần kinh phí làm nhà của hai anh em Thuận đấy các bác thì này cái kia còn sạt xuống hết rồi. Cũng gọi là hết rồi thì nếu như các bác theo dõi được những thức phim của cháu được đăng tải lên thì rất là mong sẽ được phần trợ duyên của các bác là giúp cho hai anh em Hưng Thuận là thêm là một chút kinh phí để có thể là đổ cái phần nền hay là thêm là làm cái gì đấy các bác. Sau này nếu mà như có kinh phí thì chỗ này là kè lên nữa này Hưng nhỉ, chỗ này ấy.
Vâng, không biết là đến khi nào mới cái này thì đây, cái cắt này thì còn cái còn sỏi đá, cái đá 1-2 này, vâng. Đá 1-2 này thì còn dư ra gọi là chỗ này tầm độ 1 khối hay là 2 khối gì đấy. Vâng. Ôi, chỗ bên này thì có vẻ như là mưa nhiều quá bị sạt xuống cái hướng này. Sạt xuống hết rồi. Cái này cũng thế anh ạ, nếu mà nước mưa nhiều là nó bị sạt xuống hết đấy. Đất này toàn đất kiểu nó dạng cát để nó trôi theo nước mà. Đúng rồi. Hầu như là đây này, chỗ này nó còn trôi sâu xuống rồi đấy này. Ôi giời, thả tay mũi hùm thôi. Này nếu mà không để trên kia thì nó bị ấy rồi à. Đúng rồi. Cái đằng sau của nhà Hưng thì một cái tàn ly nhìn là tương đối cũng khá là cao đâu cô bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là làm cái sau để ý xem đằng này xem có bị làm sao. Phân kè cái gì nó không bị ảnh hưởng mấy đâu. À đằng này cũng không bị làm sao. Này thì kè hết rồi, đằng sau thì kè hết rồi, chẳng có vẻ không bị ảnh hưởng. Chỗ này thì hầu như là bây giờ các bác theo dõi được là đào nó bị thỏi ra, thì ra là không có bị ảnh hưởng gì. Nhà cái chỗ đất của Hưng thì mua là đến tận đâu Hưng? Đây ạ. Từ đây lên à? Vâng. Nhưng mà đằng sau thì có sâu không? Sâu đằng, đằng sau là chưa vuông. Hả? À? Đằng sau này chưa vuông. À. Đấy hôm nọ em trồng mấy cây xoan giờ lên đấy. À, cây xoan này á? Ừ. À nhưng mà chỗ này là gọi là ranh giới đất lên à? Đúng rồi. Là thế thẳng cái xoan này lên chít kia. Đúng rồi, chít trên kia. À thế là đây là vẫn còn độ là tầm là hơn gần gần 2 mét, mét dưới gần 2 mét gì đấy. Vâng. Cái này trồng mấy cây xoan với lại mai nhặt mấy cây ớt ra đây trồng. Trồng ớt đây. Này thì bây giờ nó chắc thì phải trồng thêm là cái cây gì thì nó chắc được. Nhưng mà cái phần này thì sau này nếu mà hết cái phí rồi thì Hưng bây giờ thì Hưng gọi là cũng được các bác giúp đỡ như thế này rồi. Thì có thể là em ấy đi ra ngoài làm thêm là đi mót đá về để mà làm gạch để làm mà mình cái phần kè này cũng được. Kè này thì là đá em, trên mình. Đúng rồi, đá trên kia nhiều. Em bảo là mấy đứa làm nhà ổn định tí xong là mình đi tự chế cái xe máy cày xong là lôi ít một. Lôi ít cát với lại ít đá từ ngoài kia ra đây được. Từ kia lên á. Đúng rồi. Cái không cái đấy thì mình chế cũng được nhỉ. Đúng rồi, mình chế. Nhưng mà nếu mà mua thì nó cũng rơi vào tầm độ 4 đến 5 triệu sao ấy. Vâng. Cái thùng của nó ấy. Không, cái thùng cái xe ba bánh kia thì hôm nọ em hỏi mua ở kia có 300 thôi mà. 300 cái khung sắt thôi, mình tự đi mua cái bánh về lắp. Mua cái bánh về lắp xong là lắp cái móc vào để kéo ấy. Cái gạch này là gạch chắc là để úp nhà nhỉ. Vâng. Cái gạch này thì là để ở ngoài là không có bị sao đâu các bác nhá. Thậm chí là đến nối lên lúc mà mình úp gạch như này thì là mình còn phải đi ngâm nước ấy. Đấy, hiện tại thì cũng khá là tối rồi các bác. Hôm nay thì xuống phải nói là sau một thời gian mà không xuống nhà anh em Thuận đấy thì rất là bất ngờ luôn khi mà ở dưới một quả đồi như này mọc một cái ngôi nhà phải nói là cực kỳ là đẹp và cực kỳ là kiên cố các bác. Và tối nay khả năng lại mưa đấy anh ạ. Tối nay á. Khéo tối. Xin cảm ơn tất cả các cô bác. Khéo tối nay chuyển cái chăn vào trong này ngủ thôi. Chuyển vào trong này á. Ừ. Đúng rồi, bây giờ ở lán dưới kia thì mưa to là mưa nó dột vào nhà ấy. À, nó mục quá rồi nhỉ. Ừ. Đình vào đây ngủ trước nhưng mà chưa ăn cơm thì chắc được. Đường này thì có vẻ như là đợt mà vừa mới trở đất thì nhà là nó bị rất nhiều quá nhỉ. Đúng rồi. Cái này thì mấy đứa khi nào làm nhà xong em sẽ xử lý lại cái vụ này. Xử lý lại à? Vụ này bây xử giờ lý lại xong là làm cái chỗ này cho nó gọn gàng đi cho các chú khỏi nói. Đúng rồi. Bây giờ thì thực sự ra đang lúc quá trình mà làm nhà đấy thì hầu như là ai cũng đều là cả cái trường hợp như này cả. Mình bỡ ngỡ hết rồi anh ạ. Đúng không rồi. Kiểu làm nhiều quá, nhiều công việc quá. Kiểu như bị ngơ các ngác kiểu ngáo ngơ ấy. Em nhiều lúc ở đi làm cái việc này lại quên đi làm cái việc kia. Như dây điện này thì ra đây nó có điện không? Có điện anh ạ. Có điện á? Vâng, em thắp ở trong lán đi. Thắp trong lán này à? Thế máy em thợ là mấy hôm nay là không ngủ trong này nữa à? Có ai ngủ đây đâu anh, chỉ có một mình em thôi mà. À thế là chỉ có Hưng trong à? Ôi trời, ướt hết rồi. Thế là chỉ có một ướt hết chăn rồi, khả năng là tối nay phải lên trên nhà thôi, phải đi ngủ trong nhà thôi. Một tí là phải dọn trong nhà thôi, thế này ấy. Vâng. Tí nữa phải bê vào trong nhà thôi. Em kiếm cái đèn để đi về đấy. Cái đèn là để đây luôn à? Vâng, em để đèn ở đây. Ngày hôm qua đi soi ếch. Soi ếch được không? Được bán rồi ấy. Được bán á? Sáng bán rồi. À. Có lẽ là cái video này cũng khá là dài rồi cô bác. Tức là chúng tôi cũng xin được là chia sẻ với cô bác ạ. Sáng bán rồi đấy, được 100.000 cân anh ạ. 100.000 một cân á? Vâng. Toàn ếch to bằng bàn tay luôn. Bên này á? Ừ. Bắt được tận đâu? Ruộng trên này. Ngoài, qua em lên nhà soi được 5-7 con hay sao? 7 con.
Đấy, có lẽ là hiện tại thì phần kinh phí của bên anh chị Quyền Hiền thì cũng đã hết rồi. Đấy, rất là mong sẽ được các bác là hỗ trợ thêm để em Hưng hoàn thiện thêm nốt cái phần sân nữa để ngôi nhà nó được ok hơn, và để sau này cho Hưng là chỉ cần gọi là làm và kiếm tiền để mà nuôi em Thuận là đi học thôi các bác. Và video này cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và hẹn gặp lại những bà con tôi chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Con chào các bà, chào cô chú ạ.